Không phủ nhận việc đăng tải nội dung, clip, hình ảnh lên mạng xã hội trong nhiều trường hợp đã hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội. Tuy nhiên, đó cũng là con dao hai lưỡi khi mà bị lợi dụng để trả thù cá nhân hay là kích động dư luận. Và một điều nguy hiểm hơn đó là khi mà những nội dung này lại được đăng tải bởi những tài khoản của người nổi tiếng, người có uy tín trong xã hội. Trước vụ việc kích động của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây thì nhiều người không khỏi bất bình và hoang mang, dù là fan của ca sĩ này. Họ làm có những hành động như thế, mình nghĩ là không còn là thần tượng nữa. Họ kích động những cái bạo lực, hành động bạo lực. Mình cảm thấy đó là một hành vi không tốt và gây hoang mang cho cả mình và cũng có gây hoang mang cho cả dư luận nữa. Em nghĩ là Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn có một cái gì đó bảo vệ, chứ không phải là hoàn toàn là có ý xúc phạm, nhưng mà có thể là cái cách của anh Đàm Vĩnh Hưng nó chưa đúng đắn lắm. Bốc đồng quá thì có like, có share này kia, nhưng mà sau đó thì em thấy có thể là không đúng nữa thì có thể xóa. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng với cách hành xử của người nổi tiếng, sự cổ vũ của cộng đồng mạng đối với hành vi bạo lực. Với họ, đó là điều khó chấp nhận. Bản thân những người lớn thì có thể là khi đọc những dòng trạng thái đấy và hiểu cái nội dung của những câu chuyện đằng sau đấy thì có thể người ta sẽ hiểu được cái nội hàm bên trong. Nhưng mà đối với những cái bạn trẻ hoặc là những cái thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh thì tôi thấy là nó sẽ có tác động rất tiêu cực. Các em bị dẫn dắt theo một cái tư duy mà không có lợi, là nó gây cho các em, các cháu nhỏ những cái ức chế, những cái sức ép. Cái gì mọi người a dua theo nhau, chạy theo nhau và rất khoái khi có đông người cùng hè nhau làm một cái việc gì đó, trong khi về cái việc đó thì từng người trong đó không ai suy nghĩ thấu đáo cả. Cứ đánh một tiếng trống ấy thế là ào theo. Có một cái like thế là hàng ngàn like tiếp theo. Có một cái unlike, một cái phỉ báng là hàng ngàn cái phỉ báng tiếp theo. Người ta cứ nhảy vào, người ta nói, người ta chửi rủa mà ném đá. Kêu gọi, vận động, xúi giục, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối là một trong 14 hành vi bị cấm trong luật an ninh mạng, có hiệu lực từ đầu năm nay. Theo luật sư Hào Huy Phong, giám đốc công ty luật Interco, dù cố tình hay vô ý, thì hành vi xúi giục, kích động bạo lực trên mạng xã hội rất đáng lên án. Bởi nếu có ai đó vi phạm pháp luật, thì người đó phải chịu trừng trị của pháp luật, chứ không thể dùng luật rừng để xử lý. Ở đây xúi giục kích động trên mạng hay không, hay là gọi là online hay offline hay không, thì đều có thể bị coi là có vai trò giúp sức, gọi là vai trò đồng phạm. Tức là nếu như cái người trực tiếp thực hiện hành vi mà bị truy tố về cái tội gọi là cố ý gây thương tích, thì cái người xúi giục kích động cũng có khả năng sẽ bị truy tố về cái tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và sẽ bị xử phạt tù với cái mức có thể đến 7 năm tù. Các chuyên gia cũng cho biết hiện quy định pháp luật đủ chế tài để xử lý các vụ việc trên, răn đe là điều cần thiết. Tuy nhiên khi ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật mong manh thì điều quan trọng vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi người dùng. Để tránh bị người khác lôi kéo kích động, mỗi người phải tự xây dựng cho mình những chuẩn mực đạo đức, nhận thức pháp luật đúng đắn. Một khi trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng, lúc đó mọi người sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý bởi đám đông. Việt Nam là một trong 10 nước sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. Trong số đó thì có mạng xã hội Facebook. Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên đang chịu tác động trực tiếp của những thông tin từ những trang mạng xã hội này. Và chính vì thế thì thấu cảm và trách nhiệm khi nhấn nút like hay share là những nhắn nhủ mà các chuyên gia gửi gắm đến đông đảo người dùng, đặc biệt đó là học sinh, sinh viên. Và đây thì mới chính là văn hóa ứng xử chuẩn mực cần thiết để tạo nên một môi trường mạng lành mạnh.